chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh lại tiếp tục bàn giao một con xe tải về Trà Vinh cho anh Thuận và chị Tú. Một vị khách hàng của Khanh là mua tiền mặt rất là nhanh chóng luôn nha, xuống tiền rất là nhanh. Và khách hàng này là mọi thủ tục bây giờ đã xong hết rồi. Đó, bây giờ đang trong quá trình setup chuẩn bị bàn giao xe. Đây là chủ xe của chúng ta. Đây là anh Thuận. Đó, bây giờ anh thấy xe sao? Trước tiên giới thiệu về mình trước cái đã. Mình ở đâu và mình mua xe về chở hàng gì, để sau này nếu có anh em nào mà cùng khu vực, nếu mà cùng nguồn hàng và khách hàng của Khanh chưa có xe để chạy á, thì có thể điện contact với anh Thuận. Em Bình Thuận, em ở Cầu Ngang Trà Vinh. Cầu Ngang Trà Vinh. Em mua xe về cũng dự định là sẽ chở trái cây. Chở trái cây là mình kinh doanh hay là mình đi bỏ cho đại lý? Đi bỏ nha. Mua đi bán lại thôi. Sang lại á, nếu mà cái anh em nào đang thương lái ở khu vực Trà Vinh á, nếu mà có trái cây mà chưa có xe có thể liên hệ với anh Thuận chị Tú này nha. Chút nữa Khanh sẽ để số điện thoại phía dưới phần video á, anh em có thể gọi cho Thuận, anh Thuận với chị Tú để mà hợp tác nha. Đó, cho giá cả thì tốt nha, cho giá thì tốt nha. Đó, anh thấy bây giờ xe em chuẩn bị sao? Xe thì nói chung nó đẹp ngay từ lúc ban đầu. Đúng rồi. Thêm cái nữa mình chuẩn bị gì nữa đẹp hơn nữa. Đúng nói rồi. Chung là nói đẹp thôi. Cái xe này thì nó đẹp là đương nhiên đó giờ, nhưng mà chút nữa Khanh sẽ kêu chị Tú nè, chủ xe, người có cái bàn tay rất là xuất sắc, bóc ra cái biển số cực kỳ đẹp và cực kỳ là nhiều người thích luôn. Chút nữa sẽ bóc nha. Giờ lý do gì anh, tại sao anh lại chọn cái dòng xe này? Cũng như hồi nãy em nói là thứ nhất là nó đẹp. Cái thứ hai là cái quan trọng nhất là nó vừa túi tiền. Vừa túi tiền. Đó. Mua xe đợt này cũng có nhiều khuyến mãi nữa. Với lại cũng nói sẵn cho anh em luôn, trong tháng 6 này là cái tháng cuối cùng để anh em giảm 15 triệu và tặng thêm bộ camera hành trình nha. Đó, giảm 15 triệu và tặng bộ camera hành trình như thế này nha. Đó, nên là anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ nhanh gọn điện cho Khanh để Khanh cho cái giá tốt nhất để anh em mình có thể mà chốt được cái giá tốt nha. Rồi giờ anh em mình sẽ kiểm tra xe. Đó, cái công đoạn quan trọng là mình kiểm tra xe. Anh lên nổ máy đi anh Thuận. Anh nổ máy, anh bật đèn rồi lên hết. Đó, coi thử xe mình nó có đúng chất lượng hay không nha. Chút nữa cái này hơi dơ này, chút nữa lót sàn trong đó, chút nữa em bọc lên cho nó sạch. Rồi, thì anh em mình sẽ qua bên đây. Thì hiện tại xe trong tháng 6 là đang có giá giảm 15 triệu, là giá xe là 449 triệu trừ 15 là còn lại tầm khoảng là 434 triệu thôi nha anh em, giá xe thùng. Còn theo tiền giấy tờ thì tùy theo tỉnh, có tỉnh nó sẽ cao, có tỉnh nó sẽ thấp, nhưng mà anh em cứ gọi trực tiếp cho Khanh, Khanh sẽ báo giá cho anh em mình. Đó. Đâu mà lên xe này. Đó, mát lạnh liền. Cái này là nó bật chưa hết ga lạnh này, anh bật xuống tới đây là lạnh nữa nè. Đó. Bớt lại cho đúng rồi. Bớt lại cho mát. Bữa hôm lấy cái tông màu đỏ như xe Cà Mau cho đẹp. Tại em tính tại lỡ bữa anh làm rồi đó, chứ không em tính là làm cái giường thôi. Tại vì, làm cái giường để mà nghỉ luôn đúng không? Rồi. Bữa anh đâu nói em đâu biết. Tại bữa quên xong xuôi rồi cái đúng rồi. Không, cái này anh cứ xả cái này xuống cũng được. Xả này xuống nằm lên cũng được. Để mà nghỉ. Tại nó mới quá cũng tiếc. Tiếc chứ. Xe một cái giá trị lớn cái nửa tỷ của khách hàng mà khách mua tiền mặt chứ đâu có trả góp đâu, nên là cũng có số tiền rất là lớn nha anh em. Ta thì ta có tiền thì người ta thấy là nó bình thường luôn. Đúng rồi. Em cái gì cũng vậy, cứ bỏ tiền mình bỏ công sức mình mua ra là cái gì mình phải quý hết á. Tiền mà đâu phải dễ kiếm đâu anh, lấy tiền của người khác đâu dễ đâu. Đó, nên là mình phải trân trọng những gì mình đang có. Đó là bây giờ cái về cái con xe, bây giờ xe nó trang bị là cái nó đang cái xi nhan. Bật ưu tiên à, bật ưu tiên này nè. Xe có máy lạnh, radio đã em đầy đủ. Camera hành trình đây nó hơi cao nè. Em chỉnh lại ngay thằng kia, thấy chưa? Ok, hợp lý nè. Đó, còn cam sau, anh đạp con anh vô số sau thì nó sẽ hiện ra phía sau luôn. Đó, phía sau đó. Rồi, anh tắt này, anh trả về đi, đi. Đó, vậy cho nó dễ nhìn, anh thấy nó có cao quá không? Em chạy gắn này để cho khó thôi chứ anh. Dạ, gắn cái này nhìn để mà nhiều khi là nó sao nó có gì mình không thấy, chứ còn mình nhìn cái gương là rõ nhất. Tại vì này là cũng như tại nhà máy khuyến mãi thì mình nhận thôi chứ. Đúng rồi. Em mới ra hồi đó anh chạy cái năm em cũng đâu có cần cái cam đâu. Không, như giờ có thì càng tốt. Thì nói chung là có càng tốt. Dạ. Đó, ghế là anh cũng bọc thêm nè. Bọc thêm cho xe sạch sẽ. Xe bản thân cái con này là ghế nỉ, nhưng mà bây giờ bọc lại ghế simili, ghế da 5D này nó sạch. Mới bữa anh cũng nói bọc luôn cái trần cho nó đẹp. Cái trần này thì nó không có dơ đâu, nhưng mà
Đi thời gian thì nhìn nó không đồng nào với con này, bữa mình bọc luôn thì nó đẹp hơn. Đó, bữa anh cũng không nói, Thanh cũng quên nha. Giờ anh mới nói bây giờ, giờ chứ cận lịch giao xe quá rồi. Cái này là cái tẩu nguồn của này nè. Cái camera này của anh muốn xài điện thoại giờ mình chắc mình phải mua thêm cái chấu xài điện thoại rút cái này ra. Có rồi. Cái này mình làm sao ta? Nếu mà mình làm vậy mình rút cái rút ra. Cái chấu hai cổng luôn á. Hai cổng thì cái này nó khác chứ đâu có chia ra được đâu. Đây là cái dây cắm nghe nhạc vô điện thoại mình nè. Anh xài Samsung thì cắm luôn trực tiếp, còn như xài iPhone thì phải mua thêm cái dây chuyển đổi nữa. Đâu có cần đâu. Dạ. Mua cái cục Bluetooth về. Đúng rồi, về... cắm này, cục dây Bluetooth cắm đây luôn, hoặc là cắm trực tiếp vô đây luôn. Xe mình đó. Có định vị phù hiệu đầy đủ hết nha. Chút nữa em vô mấy anh em phụ dán cho anh. Cái này cái thì thể tài xế nhưng mà cái này chắc cũng không dùng máy đâu. Để đây thôi. Còn người mà muốn gắn cái màn hình cảm ứng nghe nhạc xem phim bán đồ này nọ thì gắn riêng. Cái đó từ từ thì em ý là nói ngay chỗ này nè, cái vị trí ngay chỗ này nè, đó để tư vấn cho anh gì đó. Rồi thấy xe này thấy con số là sao, nhẹ không? Nhưng mà nhẹ, nếu mà tính ra nó nhẹ hơn Hyundai á đó. Đó thì anh cứ nói cái cảm nhận của anh đi, cứ cho anh em, nhiều khi anh em xem xe, nhiều anh em là chê anh, xe Trung Quốc rồi này nọ. Cái bữa lên anh biết chủ yếu em lên em xem xe là không phải là tại vì em xem trên YouTube nhiều rồi, không cần phải xem như máy, em chưa dở cái máy lên em coi nữa. Tại vì đâu cần phải dở lên, tại em coi trên YouTube thì em nhìn tiếng nào như thế nào quan trọng á. Cái vô lăng là nó có nhẹ không, là cái con đó. Ừ. Còn số nữa. Con số nó vô có nhẹ không thôi, mình chủ yếu làm cái ba cái này thôi mà lên thì bữa lên nên thử chỉ con bên kia thì thấy nó cái con với vô lăng thế là thế. Nói chung bây giờ cái cầm tiền này thì bây giờ nếu mà anh em mua Hyundai tầm khoảng 3,5 tấn á là anh em phải chuẩn bị trong đó đâu đó tầm khoảng 750 luôn tiền lăn bánh 750 nha. Còn như thằng Jack thì nó lên quanh tầm 450 thôi trong tháng này thôi, còn qua tháng sau thì nó có thể tăng lên tầm 20 triệu nữa đó. Thì tạm tính trong tháng này lên quanh 450 thôi đó, nó sẽ có cái giá tốt hơn rất là nhiều, tiết kiệm cho anh em rất là nhiều, 300 luôn. Nhưng mà không biết là cái chất lượng nó như thế nào, nhưng mà trước mắt mình bỏ ra 400 chưa được 500 triệu mình vừa là sở hữu chiếc xe vậy, thấy rằng nó nhiều cái tiền quá quá hợp lý đúng không? Bây giờ bỏ tiền ít là đòi mà chất lượng cao nữa thì cũng phải hiếm đúng không? Đúng rồi, không đâu ra được, nó chỉ khu là phù hợp thôi, nó chỉ phù hợp một phần nào đó thôi chứ khi mà thì đôi lúc cái tiền ai cũng thích đi mua xe hãng, kể cả Khanh bán xe, Khanh cũng thích bán xe hãng, nhưng mình phải coi lại người gia đình của mình, điều kiện của mình nó có đủ hay không. Chứ mình rướng một phát, ví dụ như anh giờ anh mua tiền mặt thì em nói đi, mua tiền mặt thì khỏe, có ngày nào chạy ngày đó, lư dư ra thì làm lời đó. Còn như mà anh em mua trả góp đi, một tháng trả 9-10 triệu, thậm chí anh em là vay cao trả trên 10 triệu luôn, là anh em nghĩ đi, chạy thuê mà chạy 2 ngày chừng 2 đến 3 ngày không có hàng chạy là thấy tháng đó là không có tiền trả ngân hàng rồi, trong vòng tầm khoảng 2-3 tháng liên tiếp mà không trả tiền ngân hàng á là bị tịch thu xe đó, là đáng tiếc. Nếu mà chạy xe mua xe về mà chạy thuê á là không nên, tại vì anh nghĩ bây giờ biết bao nhiêu xe chạy thuê. Đúng rồi, mình mua về mình chạy thuê mình bỏ tiền ra mình chạy thuê mà không có cái gì làm ở trên không được đâu. Nghe em mua xe em biết sao, tại em không có trả góp không. Dạ. Yeah. Nhất là em không có nguồn hàng ổn định, là mình mới mình chưa có nguồn hàng ổn định. Nhất thứ hai nữa là mình không, mình nếu mà mình giờ mình mua trả góp thì mình không có nguồn hàng ổn định thôi, chưa biết buôn bán. Mình giống như em là giờ mua xe về là chủ yếu là dự tính là trong đầu là mua trái cây thôi. Ừ. Chứ chưa có nghĩ, nói chung là chưa có một cái mối gì trên luôn á. Nhưng mà mua tiền mặt thì khỏe. Ráng tụi em trả tiền mặt luôn. Rồi tụi em giờ ví dụ như giờ bán được ngày được 50 ngàn thì tụi em ăn. Đúng rồi, có nhiêu ăn nhiêu, mình không phải suy nghĩ tới chuyện kia. Tối ngủ ngon. Đúng rồi. Bởi vậy Thanh bán mình không có tiền mình góp là thứ nhất là mất cái uy tín, thứ hai nữa là sau này mình mua. Đúng rồi, mua nhà mua đất không được. Đó là kêu là cái vấn đề trả góp, nên là Thanh luôn nói với anh em nào khách hàng của Thanh á, nếu có tiền hay cứ nếu mà ít á thì cứ trả nhiều vô một xíu, mua trả góp trả nhiều xíu, trả 40-50% cũng được. Cái đường cái kiểu mà vay cao làm thứ nhất là rất là khó, mà ngân hàng nó cũng không hỗ trợ, mà nó khổ cho anh em sau này nữa, trả rất là nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ như tại vì em đơn giản là tại em hồi đó giờ tụi em chưa có tính là tụi em mua xe đâu. Tụi em hai vợ chồng anh tính mua xe là chỉ trong vòng chưa được tới tuần á. Đúng rồi. Tụi em điện cho anh á. Điện hôm trước hôm sau lên rồi. Vài hai ba ngày á. Em nói anh là ráng cho em tới coi, nếu mà trễ lắm thì mùng 1. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa đó vỗ nhà em luôn, vỗ nhà bà già luôn. Đúng rồi. Hai chồng ngồi em cũng nhậu rồi nói chuyện chơi với ông anh với ông chú nữa.
lúc nào cũng là ủng hộ chồng, thì với cái người chồng phải cố gắng làm ăn, đó là lúc nào cũng vậy, vợ chồng phải đồng lòng. Đó là cái vấn đề về chuyện mua xe của anh Thuận. Bây giờ xuống cho kêu chị ra bóng số đi. Dạ. Bóng số rồi mình vô em bàn giao giấy tờ xe. Tắt máy luôn anh. Ừ, tắt máy đi anh. Tắt hai nóc anh. Từ từ như nặng quýnh bài vậy đó, nặng từ từ nha. Anh em cùng đốn biển số rất là đẹp nha. Đó. Đó. Cái số này nó đáng tiền này mà. Phát lộc, đó, rất là nhiều người thích cái số này. À, giờ em tặng cho chị bó hoa luôn. Này, à, chị có cảm nhận gì về cái tại sao chị lại bốc được cái biển số đẹp như thế này? Em bốc đại á. Bốc đại ha. Có chiêu gì không? Nhờ anh chị đó. À, nhờ anh chỉ cho anh em nào cùng xem đây là chị tuyệt chiêu bấm số làm sao? Biển số rất là đẹp các bạn, 86 nha. Có nghĩa là bữa hôm đó là Khanh cũng đã nói với chị Tú là lên chỗ công an á, là mình nhấn cái chỗ biển số mình nhấn giữ, mình đếm trong đầu mình từ 5 tới 7 giây mình thả ra thì cái thường thường là cái biển số đẹp. Đó, 5 giây là có ngay cái 86 rất là đẹp. Còn như mà giữ đó, 7 giấy là lục quý, ngũ quý rồi luôn á. Đó, chị có vui khi mà nhận được con xe này không? Có ủng hộ chồng khi mua xe, chồng người quyết định mua xe mà mình chỉ là người chung tiền thôi. Vì sao có nhiều nơi mà chị lại chọn cuối cùng để đặt tin xe? Ảnh tự chọn á, tự theo dõi rồi ảnh coi. Anh Thuận, vô đây. Anh Thuận đâu rồi? Vô đây. Này vô đây hai vợ chồng nè, hai vợ chồng rất là trẻ nha. Rồi anh nói đêm á là vì sao có nhiều nơi mà anh lại đặt trọn niềm tin ở cuối cùng của mình cho cái xe này. Em không biết sao nữa, tại vì thấy trên YouTube anh thấy công ty mình người ta mua nhiều quá. Thứ hai nữa thấy anh canh anh mới chuyện vui nữa. Cho nên là em thấy nói chung là chỗ nào em thấy vui là mình đến rồi. Mua xe này về chở mặt hàng nào? Dạ em dự định của em là chở trái cây thôi. Đây, để cho anh điều cho anh nói cho rõ nè. Đó, điều cho nói cho rõ cho anh em nghe. Chạy ở cái khu vực nào là chủ yếu, cái cung đường chạy á? Dạ em thì cũng chưa có xác định được nữa anh. Tụi em tính là chỗ nào có đông người là tụi em chạy tới đó thôi. À, cũng... nhưng tại nãy em cũng chia sẻ rồi em chưa có nghiệp lâu chưa. Dạ, đây là lần đầu luôn, bắt đầu luôn á. Chiếc xe đầu tiên đúng dạ, không? Xe đầu tiên. Em mến chúc anh chị sẽ thành công trong cái công việc và sau đó mình sẽ sớm quay lại ghé thêm. Dạ. Vui nhiều xe hơn nữa nha. Rồi, giờ anh em mình sẽ chụp tấm hình nha. Dạ. Đây em cầm cái tấm này, chụp hình cho nó đẹp. Hôm bữa rút kinh nghiệm, bên đây qua đứng bên đây nè, bữa cầm giữ dắt giữ lộn ngược. Rồi, qua đây. Hay qua một bên luôn. Đó. Rồi, chị qua đây đứng gần anh hai vợ chồng mình phải gần nhau, khăng khít với nhau nha. Rất là đẹp nha các bạn. Chiếc xe quá đẹp luôn, cho anh chị về khởi nghiệp, chở trái cây đúng không? Rồi, giờ em thay mặt công ty chúc cho anh chị luôn là phát tài với cái con biển số 86 phát lộc nữa, là làm ăn luôn tới tiến tới. Và hy vọng một thời gian gần nhất anh sẽ liên hệ em và mua thêm một con xe nữa. Đây, chúc mừng anh. Rồi, giờ sẽ vào trong bàn giao giấy tờ xe cho anh Thuận với lại chị Lộc. Rồi, giờ chị Tú chứ. Rồi bây giờ em sẽ bàn giao giấy tờ xe cho mình nha. À, trước tiên là em bảo gửi anh cái sổ bảo hành. À, xe mình anh cũng biết rồi, bảo hành 5 năm 150.000 cây. Đợt đầu tiên là dưới 3.000 cây là mình được thay nhớt miễn phí. Thay nhớt hay lược là miễn phí hết nha. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì miễn phí tiền công. Và cuối năm mình có thêm một cái chương trình là thay nhớt miễn phí y như đợt đầu nữa. Giờ chỉ còn khách hàng. Đó là cái phần bảo hành, còn như cái nào anh không biết thì cứ điện em sẽ giải thích thêm. À, công ty nó cũng tặng cho anh là cái bao giao hồ sơ để mình đựng giấy tờ. Rồi ốp lăn lốt xe thì em để đây chút nữa em gắn lên cho anh. Rồi còn cái này là cái hợp đồng định vị xe mình có kinh doanh vận tải, mình chở tùm lum thì mình đăng ký kinh doanh vận tải cho nó gọn, chứ không thôi gặp công an nó bắt bẻ cũng khó mình. Đây là cái thông tin chút nữa em hướng dẫn anh cách đăng nhập định vị. À, ví dụ như hôm nay anh Thuận đi đâu chị ở nhà cũng biết à, anh đi đâu là chết, về khai chọt là chết. Không phải chỉ chứ, nhiều khi chị cho tiền mua chứ anh đâu có quyền quyết định đâu. Đây là em gửi anh cái sổ cái bảo hành cái gì
bảo hiểm dân sự. Cái do xe của mình là mua tiền mặt nên là mình chỉ có bảo hiểm dân sự thôi chứ không có thông qua ngân hàng. Nếu mà thông qua ngân hàng mình phải bắt buộc mua thêm cái bảo hiểm thân xe nữa. Thì cái bảo hiểm đó cũng tốt cho mình thôi. Còn như bây giờ anh muốn mua thì cái đó nó tầm rơi vào tầm khoảng 6.450.000. Cái đó bảo hiểm này anh cũng chạy, nếu anh chạy xe anh cũng biết cái bảo hiểm nó sẽ nó đứng ra. Đúng rồi, bảo hiểm 2 triệu đó nó sẽ đứng ra nó đền bù cho mình. Nếu mà anh có dạ nó bảo hiểm một năm đó là nó sẽ đền một, ví dụ như mình hôm nay như bữa ông khách ở nói vậy vậy ở Cà Mau về vô nó bị bể đi, tự động mình làm bể thôi, mình đem bên bảo hiểm đó mà nó vẫn là đền cho mình, nó làm hết mình, nó tốt nhất là bữa ông khách Cà Mau em cũng ông nói em nghe em nói là ông mua luôn, chồng tiền mua luôn xe của ông. Bữa là nó bị cái đèn, em nói cái đèn nó bị rỉ vô nước vô xương xíu thôi, thì lúc này là bên em thay miễn phí cho ổng, thay cái mới luôn miễn phí cho ổng. Nhưng mà nếu mà ví dụ về cái trường hợp đó mày bể đi là anh phải chị phải tốn tầm khoảng 2.000.000 đến 3.000.000 đó. Nhưng mà đâu phải cái đèn hàng xịn nhất của Trung Quốc mà chứ đâu phải gì dở đâu, cái nó nguyên cụm đèn luôn chứ đâu phải cái cụm đó đâu, nguyên cụm nó luôn. Dạ thì đó, nên là anh nói anh chị có điều kiện thì mình mua luôn cái đó thì nó tốt cho mình. Tại vì một à, chút nữa để em nói với em nói chị mua nhưng mà nó tốt cho mình. Còn đây là cái giấy hẹn cà vẹt ngay cái chỗ mà bữa mình bấm số nha, mình đó lấy giấy hẹn xong mình bữa nào nếu mà đi tiện đường Sài Gòn á thì ghé ngay gần chỗ công ty em là lấy số đăng kiểm, nếu mà cùng đi không được thì gửi cái cà vẹt cái giấy hẹn này lên cho em lấy cho em gửi về lại đó. Đây, cái giấy hẹn cà vẹt với đăng kiểm nha, mình đi được. Còn đây là cái phù hiệu logo hợp tác xã, đây là cái này là có hạn trong vòng một năm, nó tới ngày 6 nè 2023 nè, tới ngày đó đó là liền em gia hạn cái mới cho, cái này chỉ có một năm thôi nha. Gia hạn cái mới nó đâu đó tầm khoảng gần 1 triệu á, gia hạn cái mới rồi. À, cái đây là cái giấy nhận xe mới nãy chị ký rồi, anh kiểm tra mọi thứ ok hết đúng không, bây giờ chỉ còn bây giờ ra mình bỏ cái vô lăng lốp sàn lên thôi là anh kiểm tra một lần nữa là mình xuất phát thôi đó. Rồi giờ anh chị cất cái này vào cái này có này nè, có bỏ này nè, bỏ này bỏ nó luôn. Nhớ lấy cái giờ chắc mình tới mình lấy cái cà vẹt là được rồi đó. Nó hẹn mình hơn tuần, mình cũng nay hơn tuần rồi. Mình bấm số này hơn tuần rồi. Nó có ngày hẹn đây nè, nó có ngày. Cái gì trong đó là có 2 ngày à. Đây là ngày mình bấm nè, ngày 6. Hôm nay 6 ngày. Hả? Nay mới 4 ngày à. Nay mới 4 ngày. Bữa mình báo sao mới 4 ngày. Đó, bữa vậy thêm dăm bữa nữa có điện em. À, bây giờ sẽ ra gắn cái này lên cho anh. Dương ơi, chạy vô họp bàn lấy cái kéo với lại cái băng keo để anh dán cái phù hiệu cho khách. Anh cầm cái này ra phụ em dán này luôn. Ok. Còn mua xe thì cứ gọi cho Khanh để ủng hộ Khanh nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video và đồng hành cùng Khanh. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.